Sau này có một cái sự cố xảy ra, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có làm yêu thôi, chưa có là vợ chồng. Bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn bây giờ quen nhau gần mấy năm trời nó không cho. Là cứ nói vậy với chồng em á, cứ khích chồng em thì bảo vệ em mà sẽ đánh nhau với bạn luôn. Thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, lúc nào cũng phải binh bạn chứ, bồ thì không có con này có con khác. Chồng em thì không như vậy, mới quen nhau thôi nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Thế sau đó em cảm thấy là xúc động quá, mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác thì sẽ em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn, chồng em ý là suy nghĩ là tại sao lại như vậy. Bữa đó nó nói em sao? Thế tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con từng cũng đòi nhưng mà tại thế em và bên thường nói là nó cho em mất rồi bị hất liền à. Bữa nay sao nằm im re, im re là làm gì làm cũng thấy ma thấy máy gì đó mà thấy im ru rồi luôn. Bữa đó xong rồi có sự cố xảy ra không? Mấy tháng sau là có bầu luôn, là bác sĩ bảo cưới. Hai vợ chồng sao cái mặt giống nhau quá vậy, có ai nói không? Dạ có. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, nay em 38 tuổi, em quê ở Nghệ An, em làm kinh doanh. Mời em. Dạ, em tên là Hồ Thị Thúy Nga, em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Hiện bây giờ hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi, hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Lần đầu gặp là lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi, không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Lần thứ hai là quán cà phê, vợ em lúc đó là mang cái quần đùi áo không á. Em thấy tướng mứt mập mạp dạ và tròn trịa với đi cái đôi giày lúc tờ á, là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích? Có thích, dạ có. Lúc đó lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế, tức là bạn đó đi ra ngoài nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này, nhưng mà không có ấn tượng gì hết. Thấy ông nhòm nhắt à, nhòm nhắt thì không có ấn tượng. Sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta là đi chung luôn, đi theo với nhỏ bạn à? Đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với anh kia. Đi với anh kia, đúng rồi. Trời, mắt mới mặt sọt chi đang cho thấy tướng mất. Bạn không nghĩ gì chứ đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi. Và sau đó cái cua cô ấy thì sao? Sau cái bữa cà phê đó tuần sau á là đi chơi cái là okay. Hát karaoke về thì mệt á, em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Rồi thì, sao cô nói sao? Cô nói mệt quá nghỉ, không ăn. Không ăn uống gì dạ. Đúng không? Dạ. Còn em sao, cái hôm karaoke về đã tắm đòn chưa? Chưa, tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi như nọ. Nhưng mà thấy ông nhắn tin ông quan tâm mình vậy thì cũng có cũng hơi vui vui một xíu. Vui dạ, đúng không? Đúng rồi. Rồi bao lâu mới gãy đổ cây bắt đầu ngã rạp nhanh xuống? Cũng 2 tháng á. Xong rồi dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9, thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó, thì có em với một bạn nữa là 3 đứa con gái. Đi chung với một người con trai. Chơi xong rồi đến tối, lúc đó tầm chắc 12 giờ á, anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn. Anh chạy xuống quận 9, anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về. Cái này anh giận. Giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận luôn vậy. Ý là cũng hơi thích người ta hơn mà giận vậy đó. Nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Thì em bắt taxi về. Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á. Mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng, người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thì em mới gọi điện cho anh này là em về ở ngoài này rồi. Anh ra, anh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, anh nhảy xuống làm sao mà cái tay anh móc vô á. Móc cái tay vào. Đứt cái gân này mà lúc đó em không biết luôn. Bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Đi về tới cái xong cái người bạn của anh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời, em đưa tay lên vậy nè, chỗ em hết hồn luôn. Kêu đi may không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Em phải mời cái anh bạn của ảnh nè, phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện nhện lên. Cái sức mạnh của ghê cái mà. Sự mà mê gái đó em. Bất cần thân thể luôn. Định nói. Trời ơi, gân đứt bặt, không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Chị, bữa đó đi có 1 cây số đó. Đi thêm cây nữa dám áp lực nghe quá. Chắc té xỉu luôn. Khô máu. Dạ, đúng rồi. Giỡn đúng rồi. Nhưng mà bữa đó có thấy xe sẫm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó. Chứ sao? Phải nhờ cái anh bạn kia. Anh vạ lúc đó định anh vạ. Vì cái sự cố đó xong bữa đó chắc yêu luôn. Đúng rồi. Đúng là sau lúc đó là có lỗi quá mà. Thấy
tội nghiệp. Sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, lúc đó là ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi nghe là ở lại luôn. Không có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung bạn kia ngủ luôn, bạn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là bắt đầu từ sau cái hôn đứt gân đó lắm. Bao lâu? Cái nụ hôn đó là lúc đi chơi á. Lúc đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, dạ. Hôn liền. Hôn lén, em hôn lén. Đi chơi đâu? Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới anh hôn của em cái. Hôn cái lúc mình cũng bất ngờ. Hôn má là đúng không? Hôn lén, đúng rồi, hôn má. Không, anh hỏi thẳng như vấn đề. Đúng rồi. Đớp môi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ, đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á, em không có cho hôn môi đâu. Như là 5-6 tháng á. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi luôn. Làm gì luôn. Là bả dữ đúng không? Dữ lắm. Đúng không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Tụi em về chung với nhau à. Đó là em với vợ em là sống từ phòng riêng hai người. Không nhỏ bạn đâu. Tại vì sao nó ở với bồ nó. Như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi. Thì dạ, đúng rồi. Bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng 1 năm. Mà gia đình có biết không? Quen nhau thì gia đình biết. Sống thử thì không có biết. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Tôi nghĩ là cái ngày đầu tiên sống thử là... Dạ. Là đêm đó là như là... Tới luôn rồi đúng không? Không. Đâu, chưa luôn rồi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Không cho sao cho ta vô ở chung? Là 4 tháng luôn á. Em hồi xưa em nghĩ là... Mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á. Ở chung thì cũng ngủ chung rồi ôm nhau đồ này nọ vậy thôi. Nhưng mà cái kia là không có cho. Sau này có một cái sự cố xảy ra thì lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có lần yêu thôi, chưa có là vợ chồng. Bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu. Nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen nó mấy ngày thôi là đã này nọ rồi. Còn hả, bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho. Là cứ nói vậy với chồng em á, cứ khích chồng em vì bảo vệ em mà xém đánh nhau với bạn luôn. Thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm. Lúc nào cũng phải binh bạn chứ, bồ thì không có con này có con khác. Chồng em thì không có như vậy, mới quen nhau thôi nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Sau đó em cảm thấy là xúc động quá. Mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác. Thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chứ. Chồng em ý là suy nghĩ là tại sao lại như vậy, bất ngờ. Bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con cũng tưởng đồng đòi nhưng mà tại thế nên nằm im, còn bình thường đòi lên đâu cho em hất ra liền. Đòi là bị hất liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Nằm re là làm gì làm. Cũng tấy ma tấy máy gì đó mà thấy im ru bật ru luôn. Ừ. Bữa đó xong rồi có sự cố xảy ra không? Mấy tháng sau là có bầu luôn. Là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo. Chồng em là bên lương xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Tết tình tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ, cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng. Bụng rồi. To chưa? Là lúc đó chưa to. Đến lúc cưới dưới quê mới to. Đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác rồi ba mẹ không biết không đi được. Cũng tuổi thân rồi là tuổi thân luôn. Phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Ba mẹ em thì cũng cứ hối em lấy chồng. Mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới. Kiểu tại vì nôn cháu á. Nhà chồng em lúc đó là có ba anh em, chưa có ai có em bé nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Lúc đó thì lo cái khâu sau thôi. Cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Rồi bây giờ mấy đứa? Ba đứa rồi. Hai trai một gái. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Vậy thì sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó. Chắc quên luôn hả? Có nhớ đâu còn nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Không nôn nào, tới cái phần này lắm đúng không? Em gặp chồng em á, xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Còn với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật. Nhưng ở nhà là thôi. Không nói suốt. Họ nói hai chồng nói hoài tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha. Ngưng ở đây để đi ngủ. Chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ, rồi ghiền game nữa. Trời ơi, ghiền game lắm. Trời ơi, em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em luôn. Trời ơi.
Nhìn thêm mà hình... không biết bấm cái này là cái gì mà có một gái trong đó nữa. Tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Dạ. Đúng rồi, bình thường đang bánh bánh kem đi nghe em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là... mẫu luôn. Ồ, ý như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái điện tử mà có nhỏ ngồi đâu đó hát. Rồi em nói không chơi nữa, mà vẫn không, vẫn chơi nha. Mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập dốt dốt thôi, tức là em đập để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu. Với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm ra, đập xuống, trời, đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn. Là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn á. Chứ không quét, không có. Chạy không quét rồi chắc nó cũng biết sai. Còn gì nữa không? Em muốn làm cái gì là làm nhanh. Thí dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh là nhưng mà để đó, hứa nhưng mà không có làm. Một việc mà nhắc đi 5 lần, 7 lần mới làm. Có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có, nhiều lắm. Mong muốn không thay đổi gì. Em sẽ lãng mạn hơn. Xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết. Tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi, nhanh nhẹn và lãng mạn. Nha. Rồi thời em tới rồi đó. Rất là nóng tính, rất là thích sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng mà lại thì bừa bộn. Đi về là đồ dục lung tung, dục giày dục lung tung. Em phải dọn hết. Và sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, sao em thấy không ngăn nắp là la. Thích gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Lười làm á. Hay giận. Mỗi lần giận là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à. Mà dỗ ba bằng cách nào? Dỗ chờ đi ăn. Rồi có hay nạt chồng không? Hay la chồng trước mặt người ta không? Trước mặt thì không có la, về nhà mới la thì, Có la trước mặt bối không? Có. Ờ, bố nó giận luôn. Bố giận á. Trời, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhậu em nạt đó. Em vừa la lên cái nói mẹ tại sao mẹ lại như vậy? Mẹ không được la ba của con. Tại sao mẹ la ba của con vậy? Thay đổi em không muốn thay đổi gì, chỉ có vấn đề là anh á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, tối thức khuya làm việc á. Sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cho khỏe, không chịu ăn. Để trưa mệt luôn, để đói quá, đói liệt luôn. Lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được rồi. Không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, đến ngày mai dậy là 9 giờ rưỡi mới dậy. Thì tối ăn nhiều rồi quá. Nó bị dở bữa. Hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được. Mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia, nhưng mà thấy nó dễ thương. Các bạn để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Chúc mừng các bạn đã tìm được nhau. Đó. Hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Đúng rồi. Xin cảm ơn hai bạn đã đến đây chia sẻ câu chuyện. Chà. Em tên là Đinh Đức Hiếu, năm nay 26 tuổi, hiện tại đang là công nhân viên. Hiếu, 26 tuổi. Hiếu, gặp bạn áo xanh này tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Xuân Sang, năm nay em 26 tuổi, em đang là công nhân viên văn phòng. À, một người là nhân viên, một người nhân viên văn phòng. À, thế thì hai bạn chắc có lẽ là quen nhau từ cái thời mà đi học hay là đi làm chung với nhau rồi mới gặp nhau? Dạ, bọn em là quen nhau từ thời đi học. Oh. À, bọn em học chung trường năm lớp 9. Hồi đó thì bọn em chưa thích nhau đâu. Đến lúc mà năm lớp 11 á, em bắt đầu thích vợ em. Lúc đó là mới có là thích nhau chứ là chưa có yêu nhau gì đúng chưa, không? Dạ, chưa. Lúc đó em chưa có thích bạn này. Chưa thích? Dạ. Chưa thích nhưng mà có ghét không? Dạ cũng ghét nhưng mà cũng không ghét lắm. Rồi đến khi nào thì bên nào mới chính thức là tỏ tình với bên kia? Dạ đến năm nhất đại học em mới bắt đầu tỏ tình với vợ em. Thì trong lúc quen nhau thì có chuyện gì vui không? Chẳng hạn như là bạn này ghen bạn kia ghen bạn nọ. Cũng có. Em thì trước giờ rất là tin tưởng bạn này, tại vì nghĩ là bạn này chắc là rất là trung thủy với mình. Không ngờ là vô tình một lần là em lên Yahoo chat thì em biết cái bát của bạn này. Thì em vô thì em mới thấy là bạn này đang nói chuyện với một chị. Nhưng mà không gọi là xưng chị em mà là xưng tên thôi. Thì nói chuyện như kiểu là đá qua đá lại. Thì em tức quá, em gọi điện nói là bây giờ tới đây nói cho ra lẽ xem thử thế nào. Rồi cuối cùng cái lẽ đó là sao? Dạ, sau hồi nói chuyện với nhau thôi, vợ em cũng có những cái lời khó nghe. Thì khó nghe là sao? Anh không hiểu tế, không tốt. Nói chung là đều gì đó. Em thì em không có gì hết. Em chỉ là nói chuyện vui thôi. Thì em mới bực quá, em mới mắng lại. Lúc đó là vợ em mới cơ bảo nếu mà như vậy thì thôi chia tay. Dạ. Mắng sao? Chuyện đó là chuyện bình thường, có gì đâu mà làm ầm lên như vậy. Em tức quanh đó, vậy thôi chia tay đi. Xong em đi bỏ đi, em đi lòng vòng trong công viên. Rồi chắc chắn là chia tay rồi, hai bạn không thể nào mà xa được. Và thế lại gặp nhau, đúng chưa? Dạ. Gặp nhau, hàn gắn lại với nhau, đúng không?
Nếu mà tôi đoán sai thì chắc chắn hai bạn đâu. Lúc đó thì em ngồi mình, thế là em nghĩ bảo nó cái gì mình cũng sai. Em cũng lớn tiếng với bạn gái em, thế là em mới đi kiếm lại, kiếm bạn gái em rồi làm lành. Làm lành lại với nhau. Rồi, còn bao lâu thì hai bạn mới cưới nhau? Dạ, sau 6 năm, hơn 6 năm. Rồi tụi em là ở với nhau là bao lâu rồi? 10 tháng ạ. 10 tháng, quá son rỗi luôn á. Dạ. Trong 10 tháng cái gì có những cái phát hiện về ông chồng này khiến em vỡ mộng? Mặc dù là đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều, em không nghĩ là vỡ mộng nhiều vậy. Nhiều lắm hả? Bạn này thì khi mà đã nóng lên rồi rất là cục tính, nói chuyện mà không có sợ vợ tổn thương cái gì á. Rồi đến lúc mà tức quá không làm gì được thì coi như là đập đồ. Chồng tức quá thì đập đồ, em tức quá em làm cái gì? Em ném gối. Ném gối. Có lần nào mà to tiếng mà xích tan vỡ không? Dạ cũng có. Chung mà ai? Dạ bạn này. Đợt đó thì cũng từ cái chuyện mà không được hòa hợp, bọn em cũng khó chịu trong người sẵn rồi. Thế là bữa đó gây ra cãi nhau, vợ em mới cầm cái gối á, xé mặt em. Cái kính của em nó mới cứa một đường vô cái mặt em á. Thế là em mới tức quá, em mới đè vợ em ra đánh vô mông hai cái. Mà đánh đầu. Nhưng mà đánh vào mông á là có suy nghĩ rồi đó, chứ còn không suy nghĩ là đánh những chỗ khác. Đánh chỗ khác ghê hơn, nguy hiểm đúng lắm không? Rồi sao? Thế là vợ em mới tức quá, kêu em là vũ khu, đòi chia tay. Lúc đó em cũng bực, em bảo là vậy chia tay luôn. Nhưng mà sau đó thì bọn em ngồi nguôi nguôi hồi, thế là làm lạch. 10 tháng lấy nhau mấy lần đòi ly dị rồi? Dạ 2 lần. Thì chắc là lần thứ 2 là nó còn nặng hơn nữa đúng không? Dạ lần thứ 2 là bạn này viết đơn đồ bài bản hết rồi. Giờ kêu là mai in ra rồi đưa em ký rồi gửi đi luôn. Rồi có ký không? Bữa đó chồng em đi nhậu về. Bình thường á là cứ hàng tối trước khi đi ngủ hai vợ chồng thường tâm sự nói chuyện với nhau trong một ngày. Nhưng mà bạn này đi nhậu về xong á lăn ra ngủ cũng không hỏi han em như thế nào. Em tức, em nói bạn này thì có men trong người rồi, bạn tức nói em quá đáng, về nhậu xỉn cũng không cho ngủ nữa, hành hạ này nọ, không thấy thoải mái, lúc nào cũng phải làm theo ý của em, thấy cuộc sống ngột ngạt quá đi, thôi ly dị đi. Xong rồi tự bật laptop lên, xong soạn ra đơn xin ly dị rồi đó, rồi chia tài sản này kia là đầy đủ hết tất cả các mục. Em thì không phải hay đi nhậu, vài tháng em mới đi một lần. Bữa đó thì em cũng không phải đi nhậu nữa, em đi đám cưới. Sau đó thì em mệt, thế là em muốn đi ngủ. Mà trước đó thì cũng có mấy vụ rồi là giống như là vợ em cũng không muốn cho em đi. Em có cảm thấy là giống như là mình bị quản lý, kể về giờ giấc thời gian với các loại. Thì em mới bắt đầu cãi nhau với vợ em. Lúc đó em cảm thấy nó ngột ngạt lắm, sống như vậy nó khó chịu. Em cũng muốn là như vậy thôi, mình chia tay. Em mới ra viết đơn để cho vợ em ký. Nhưng mà lúc đó là em muốn thật không? Dạ, muốn thật không? Nếu vợ em ký bữa đó là không chừng ly dị rồi hả? Chắc vậy chị, tại vì thấy là nhìn em với cái ánh mắt thấy giống như ghét bỏ em rồi đó. Tự nhiên lúc đó em cảm giác sợ. Chuyện thì không có gì, chồng mình đang yêu thương mình tự nhiên viết đơn ly dị rồi nhìn mình với ánh mắt như vậy. Em rất là lo sợ. Rồi. Xong rồi em xuống nước. Sau đó thì hôm sau chồng em cũng nguôi giận. Nhưng mà 6 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy. Cứ giận ghê lắm nghe. Cứ giận cái đòi ly dị giống như giận cái nghỉ chơi vậy. Bây giờ hai em còn chưa có em bé, nhiều khi á mình tức lên vậy, ví dụ mai mốt có em bé rồi sao, ly dị rồi tội nghiệp nó không? Dạ không, em nói với vợ em là cái em bé rồi là có muốn ly dị không, em không cho ly dị. Khôn ghê. Vậy giờ còn em phát hiện và vỡ mộng ở cái cô này là nhiều điều không? Dạ nhiều quá anh. Mỗi lần mà em tới chơi á là nấu ăn cho em từ A đến Z hết á, không có vợ em làm gì đó. Nhưng mà đến lúc cưới về rồi á, cái gì mà vợ em không thích làm là đưa cho chồng làm. Còn cái gì mà thích làm thì mới làm. Còn thích đi chơi lắm anh, ham vui, lúc nào cũng muốn đi chỗ này chỗ kia, nhiều khi bỏ chồng nhà luôn. Vậy á? Dạ. Ủa rồi lúc mà yêu nhau tới 10 năm mà không hiểu về nhau nhiều hả? Dạ cũng hiểu nhiều nhưng mà chắc là do chưa chấp nhận được nhau. Bây giờ thì như thế nào? Dạ bây giờ thì cũng đỡ hơn nhiều so với hồi mới cưới. Hồi mới cưới là cứ chắc phải một tuần, hai tuần là cãi nhau một lần á. Thế thì bây giờ em muốn ở cô vợ của em là thay đổi điều gì? Bớt ham vui đi, quan tâm đến gia đình hơn. Vậy lại cái gì giận thì cứ nói. Cứ mỗi lần mà vợ em giận lên hay im không có nói, hỏi không có trả lời. Mà đến khi hai đứa cãi nhau rồi mới chịu nói ra, lúc đó thì cũng muộn rồi. Thì bây giờ em nói thẳng với bà đi. Em có nói rồi. Vậy nói thẳng quay lại nói cái nữa đi. Đó, mỗi lần mà em có giận gì anh á thì em nói cho anh biết, chứ đừng có im suốt ngày cứ vậy. Thì đến khi hai đứa cãi nhau rồi á, nó lớn chuyện ra
thì lúc đó khó giải quyết. Nếu mà đồng ý thì bắt tay cái đi. Rồi bây giờ em có điều kiện lại gì với ông chồng em nữa không? Bớt nóng tính lại và biết kiềm chế từ lời nói tới hành động của mình. Em rất là sợ những lúc mà chồng em bực. Vậy hả? Dạ, em... lúc mà chồng em bực là chồng em đập đồ. Đầu tiên là nói. Nói chung nói khó nghe không? Dạ, nói cũng khó nghe chị. Ví dụ cô với tôi hay là tao với mày? Dạ, cô với tôi là thường xuyên luôn. Anh cứ cô với tôi là nghe, em nghe là em là thấy nóng rồi thì làm sao mà kiềm chế được. Rồi cũng tức quá thì cũng nói bậy. Chửi bậy hả? Dạ. Thì giờ chị chỉ em cái chiêu nè. Lúc này em bực quá đi, em nói nặng, em nói cái giọng Phú Yên á, đúng giọng quê em á, em nói nhanh một chút để cho nó xả cho em thôi, còn vợ em không nghe được gì hết trơn. Nghe đi. Cho nó khỏe, hiểu không? Với lại cái nữa, cái vợ của em á, hai người là bằng tuổi đúng không? Dạ bằng tuổi. Là đờn ông mà. Khi mà em cứ mở lời em nói chữ ly dị là em bị yếu cơ rồi đó. Phụ nữ khi người ta bị dồn quá đó, tao không còn chuyện gì, tao không còn sức đề kháng nữa. Tao nói vậy thôi, được được, tôi anh ly dị đi. Đó là ở cửa miệng của phụ nữ. Còn nếu mà đàn ông mà em cứ nói đi nói lại cái từ ly dị á, là em bị yếu cơ đó. Cho nên rằng trong đầu em đã không có ý định ly dị thì đừng bao giờ nói ra điều đó nữa. Hứa vợ đi. Dạ thì anh cũng hứa với em á, là có chuyện gì á, thì hai đứa sẽ cố gắng giải quyết, chứ không có quá nóng giận để mà nói ra những cái câu như là ly dị hoặc là những lời khó nghe nữa. Dễ thương ghê không? Dễ thương gì đâu á, thiệt đó. Hai lần hứa rồi đó nghe. Hôm nay mọi người làm chứng hết trơn rồi đó, hứa là phải làm đó nha. Quân tử nhất ngôn đó nghe. Rõ chưa? Về vui vẻ với nhau còn có con nữa chứ nha. Rồi, xin cảm ơn em. Cảm ơn anh chị. Anh ấy có anh nhìn giống người nước ngoài quá hả? Chắc chắn không phải là người Việt Nam. Ủa là anh ấy người Ui. Tức là người Việt gốc Pháp. Ủa, qua người Pháp gốc Việt đúng không cơ? Hay là người Pháp luôn? Gốc Việt luôn ạ. Dạ. Anh bonjour. Enchanté. Monsieur, madame. Monsieur là chào ông, là madame là chào chào chị. Đúng không? Chào chị. Oui. Are you... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Are you French? Oui, France. Là chồng em không có nói được tiếng Việt luôn à? Em có thể nói với ảnh là nói một chút xíu lời chào, yeah. Nói lời chào bằng tiếng Pháp đến chương trình vợ chồng son. Dạ, anh hiểu luôn, anh nói cho chú nghe. J'ai 34 ans et je vis au Vietnam. Có chữ mà nói luôn nghe, anh nghe nó không hiểu. Khó hiểu anh, cô chú. Khó hiểu đúng không? Em chào bằng tiếng Việt đi. Ủa, như em nói được tiếng Việt đúng không? Dạ, cũng được. Mình bị trôn mà không biết. Mình bị trôn rồi. Là biết được tiếng Việt. Dạ, cũng được. Dạ. Cũng được. Dạ. Rồi, bây giờ chào em. Dạ. Chào vợ em. Chào hai vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Bây giờ chắc lẽ là mời hai em Con chào chú Thường. Chào cô bạn. Chào Khang Giá. Cô mẹ cô đây. Con tên là Đinh Hải Phan, con 34 tuổi. Đinh Hải Phan, dạ, con Đinh Hải. 34 tuổi. Dạ, 34 tuổi. Công việc của Đinh Hải là gì? Phụ vợ bán hàng online. Phụ vợ bán hàng online. Dạ, dạ. Tức là em có thiệu với khán giả, em có talk trực tiếp với khán giả không, hay là em chỉ ghi bill thôi? Chốt đơn cơ hả? Chốt đơn thôi đúng không? Không thì làm sao mà người ta hiểu? Dạ. Mà người ta không hiểu thì làm sao mình đúng không? Rồi, có đi shipper luôn không? Dạ, shipper vòng vòng trong khu á. Rồi nói chuyện người ta hiểu không? Dạ. Giống như lấy tiền này nọ rồi ta hiểu không? Dạ. Nhưng mà khi mà em gặp khách hàng á, mà khách hàng nhận ra được em là người nói chung là người nước ngoài đó. Dạ. Mà nói tiếng Việt không rành á, thì khách hàng người ta có cảm thấy thú vị không? Người ta có hay trôn em không? Người ta có hay ghẹo em không? Em thôi con, thông cảm với con là không lấy tiền viện giỏi. Có khi nào bị lộn tiền không? Có nhận diện cái tiền rành chưa? Giỏi chưa? Dạ rồi. Rồi, có lộn tiền không?
Dạ. Không tiền không bao giờ lộn. Dạ. Không đảm với chị luôn. Cho dù mình là người Việt Nam nhưng mà đi khắp thế giới luôn, mình cũng sẽ không bao giờ lộn tiền. Lộn từng lần chứ lộn tiền không lộn. Các bạn à, rồi chào Đình Hải nha. Chào em. Cô Vân ạ, con là Đỗ Thị Mỹ Ngọc, thì năm nay con 33 tuổi rồi. À, công việc hiện tại của con thì cũng là kinh doanh online hàng Pháp á, với lại là con có một kênh YouTube về làm đẹp thời trang và gia đình cuộc sống. Dạ. Dạ. Làm đẹp là như thế nào con? Dạ. Con chia sẻ kiểu như chăm sóc da nè, rồi làm đẹp hàng ngày, rồi có thể là thời trang, rồi quần áo ăn mặc nè, rồi có thể ăn uống tùm lum. Dạ. Có nhiều đi kênh gì? Dạ là Ngọc Mỹ Frank á cô. Dạ. Ngọc Mỹ Frank. Dạ, Frank Pháp á cô. Dạ. Mỹ là bán dạ. Pháp. Dạ. Đúng không? Con cũng bán chủ yếu là trên YouTube với lại trên Facebook luôn. Dạ, Facebook cũng tên Ngọc Mỹ Frank. Dạ. Chủ yếu là bán đồ mỹ phẩm. Đúng không? Dạ, mỹ phẩm sức khỏe chuyên hàng Pháp về những cái sản phẩm sức khỏe chăm sóc và trong nhà thuốc luôn á cô. Rồi. Dạ. Chút lấy số điện thoại. Dạ. Con có đem quà cho cô, lấy cô chú anh có thể cho anh okay. Lấy. Dạ. Tự nhiên. Rồi. Dạ. Hay quá. Cái người hỗ trợ cô gái này quá hay. Đó là một cái cách mà gọi là rất là cởi mở với khách hàng. Ngại quá, ngại quá. Là sản phẩm con lấy trong nhà thuốc Pháp á, thì con gửi cho cô chú cái này là giống như mình ngậm khi mà mình đã bị đau họng á. Cô hay dẫn chương trình nè, cô chú vậy nè, nó đỡ đau. Sao hai đứa hay vậy? Sáng nay là cô Hồng Vân với chú Quốc Thuận là đều coi như là đều bị đau họng hết trơn. Cái này giải pháp ông á cô, rất là tốt. Ok, cô cảm ơn nha. Con chúc cô chú sức khỏe nhiều luôn. Rồi, cảm ơn con. Cái này là của Pháp đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Đây này, nhìn như vậy là khi nào hết thì mình sẽ phải đến Ngọc Pháp để mình mua. Đúng rồi. Đó. Đó. Khoan để từ từ á. Em ngậm liền luôn rồi sao nói chuyện? Kệ nó, anh ngậm xong rồi lúc động. Wow. Đó. Ừ. Trời ơi thơm quá nè. Sao chuyện duyên với em. Trời ơi. Trời có cái gì mở da. Nó không có ngọt nha. Không có ngọt, rất là an toàn. Dạ. Ok. Quý vị nào mà thích hàng Pháp thì chúng ta có thể liên hệ với Ngọc Mỹ Phan trên YouTube hoặc là trên Facebook, coi như là mình search ra liền. Dạ. Đó. Mình đang live stream. Dạ, tôi không có đụng hàng, search ra. Dạ. Dạ. Tại chúng ta dễ thương quá, cho nên là cho phép Quốc Thượng quảng cáo chút xíu. Đó. Rồi. Có giùm bạn. Đây chị, đây. Rồi, cầm nó công nó sột soạt. Dạ. Rồi, xin mời mời bạn Trân cầm ý. Rồi bây giờ hai đứa nói làm cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau vậy? Dạ con với ảnh thì gặp nhau trên Facebook luôn. Nhưng mà cách đây bao lâu rồi? Dạ lâu lắm rồi, năm 2012 kìa chú. Dạ. Như vậy ô chị vậy là 10 năm rồi. Đúng rồi. Dạ. Gần 10 năm. Dạ. À cái thời kỳ đó thì kiểu như con cũng bán online mà con về thời trang, con hay thiết kế, con may đồ là con bán á. Thì con chụp mẫu luôn, thì ảnh không biết là sao ảnh thấy con, thì ảnh vô ảnh kết bạn, ảnh làm quen. Ừ. Xong rồi năm sau con mới gặp lại. Lúc đó là con 23, anh này 24 đó. Dạ. Là tụi con lúc đó là Hải đúng không? Dạ Đình Hải. Ừ. Hải còn vẫn đó, đang ở bên đó. Kia đúng không? Dạ. Rồi là Hải kết bạn với bạn này, nhìn qua Facebook. Dạ. Rồi kết bạn bạn này, lý do tại sao? Thấy bạn này đẹp hay là bạn này dễ thương hay như hôm nào? Hôm nay kết bạn chưa? Con hay vợ con trước, không nhớ. Bây giờ cuối cùng ai là người kết bạn trước đây? Anh kết bạn trước em mà. À, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Cứ như vậy đi. À, rồi sao? Ủa nhưng mà nè, tại sao lại kết bạn với cổ? Có phải là hay là Đình Hải đi thả thính tùm lum á, gặp cô nào đẹp cũng kết bạn hết? Dạ, tại lúc đó, tại năm sau đi Việt Nam nên muốn kết bạn đi làm bạn á. À. Sau đó đi Việt Nam. Đi chơi với bạn ấy. Hiểu rồi, dạ. Có nghĩa là năm sau là định có ý định về Việt Nam. Ừ. Cho nên là bây giờ kết bạn trước để về mình dạ, có dạ. thể là có bạn bè mình đúng đi rồi. Chơi. Dạ. Rồi để bạn chỉ cho mình Việt Nam như dạ. thế nào, dắt mình đi chơi đúng không? Dạ. Ừ. Trời ơi sao mà hãy khôn quá à. Được, mấy xinh thật là xinh. Ừ. Bây giờ xinh nghe còn 10 năm trước xinh cỡ nào nữa. Ừ. Nhưng mà nó nghe nè, lúc đó là con đã có bạn trai chưa? Dạ thời gian đó thì con cũng có bạn trai á, thực ra con cũng mê làm nữa, tại vì lúc đó con phải lo cho em ở Sài Gòn, rồi con phải đi lại vừa đi làm nữa, thì lúc đó thì rất là bận rộn luôn á, con không còn thời gian mà để con suy nghĩ con quen ai khác nữa đó, với mình chung tình đó. Nhưng mà tới cái lúc mà ảnh về Việt Nam thì ảnh có hẹn con nhiều lần rồi nhưng mà con không có gặp được á, nghĩa không muốn gặp á.
Xong rồi một thời gian sau đó là còn 2 tuần nữa là anh phải về Pháp lại rồi đó, thì anh lấy cái sim Việt Nam để anh gọi cho con. Thì con mới tin là anh đang ở Việt Nam thiệt. Thì lúc đó con cũng bị mâu thuẫn với lại bạn trai cũ á. Nên là con cũng buồn buồn á, rồi con đi gặp thử luôn. Và lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời thì sao? Dạ, thấy con ấn tượng như về ảnh không? To cao lắm mà con thì nhỏ xíu. To cao mà nói chuyện lớn lớn mắc cười lắm nên con cũng ấn tượng. Giống vừa thôi. Kiểu nói tóc té xuống, rồi nước nó té xuống. Là tóc, sao? Tóc rớt xuống á, thì kêu tóc té xuống. Dùng từ sai á. Dạ, nước thì kêu nước té xuống. Dạ. Còn mà cái lúc mà tụi con kết bạn Facebook, tụi con nói chuyện thì nói bằng tiếng Việt à? Dạ. Hay là nói bằng tiếng Pháp? Dạ, tại con con biết giỏi hơn nói chuyện á. Biết không bỏ dấu. Dạ. Vậy đó hả? Rồi con phải phán đoán đúng không? Dạ, biết không bỏ dấu. Ra Đình Hải thì sao? Lần đầu tiên mà Đình Hải thấy cô gái này ở ngoài đời thì con có ấn tượng gì về cô gái này không? Dạ, cũng có. Thấy thấy cô này với trên hình thì sao? Thấy cũng giống. Không giống à? Giống. Nhưng mà con thích cô này liền không? Thấy cô này xinh không? Thấy nhỏ nhỏ, dễ thương. Có thích không? Có thích liền không? Cũng có chứ. Lúc đó con có bạn gái ở bên Pháp chưa? Chưa. Rồi giờ chú hỏi thiệt nè. Con về cái đợt đó, ngoài gặp bạn này ra thì con có gặp cô gái nào khác không? Nói thiệt đi. Chắc cũng một gái, một hai cô thôi. Hai cô với cô này nữa, ba cô là chết rồi. Là con về thời gian được bao lâu? Khoảng một tháng. Một tháng mà gặp hơi ba cô là coi như là con quá trời giỏi rồi đó. Nhưng mà chắc là cô này là ấn tượng nhất đúng không? Dạ. Mà hai cô kia gặp là cũng là tìm hiểu. Gặp như vậy thôi, bằng bè đi uống cà phê thôi, nói chuyện. Rồi sau đó gặp cô này là bắt đầu thấy có cảm tình với cô này đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sau đó hai đứa có tiếp tục đi chơi với nhau không? Gặp một lần rồi sau đó là có đi tiếp Ngọc không? Ngọc kể đi. Dạ, dạ có. Gặp với xong đợt đó con cũng làm trong cái công việc của con đó là có ca làm ngày, có ca làm đêm. Thì nói chung ngày nào mà làm trễ thì con cũng qua con đi chơi. Tại vì anh này á, thì có một cái anh bạn khác cũng được, cũng là bên Pháp về chơi chung. Mà cái anh đó đã có một cô bạn gái rồi. Thì cái cô đó đã chở xe đi rồi mà anh này không có ai chở. Kiểu vậy. Tại không biết đi xe đúng không? Dạ. Thì lúc đó dâm đi, không dâm đi. Lúc đó kiểu mình. Như con thấy cũng tội, không ai chở đi chơi nè. Rồi thấy cũng an toàn, có bạn rồi. Nên con có đi theo con chở đi chơi gì đó. Mà con thì nhỏ, con chạy xe con chở ảnh ngoài sao á, rất là khó luôn, sợ lắm. Nhưng mà cũng quen chở suốt luôn. Bây giờ thì chạy được rồi. Dạ. Nhưng mà để hỏi hồi lúc mà con đi với anh này 2 tuần lễ còn lại á, thì có lúc nào mà con gặp cái một trong hai cái người bạn gái mà anh này chọn trước không? Trời ơi, sốc, cái đó là con cãi nhau á, con định chia tay luôn rồi. Làm sao kể đi. Dạ. Thì cái đêm đó cũng là cái đêm con đi làm ra trễ, xong rồi con định là không ghé đâu, con nói không ghé. Thì tự nhiên con lại thấy buồn, con muốn ghé để gặp chơi. Xong rồi thì con chạy qua, thì con đứng, ảnh ở cái khách sạn kế bên công viên 23 tháng 9 á. Thì con đứng ở bên đó, con định chạy qua đường thì con lại thấy ảnh đi ra, ảnh đón một cái cô gái đi xe taxi đi xuống. Trong xe taxi đi xuống mà lại dẫn vô trong cái phòng khách sạn luôn. Trời ơi, con sốc, con đứng hình luôn, con không biết làm gì, con cũng không dám gọi, con không dám làm gì hết mà con đứng con theo dõi. Xong rồi đâu 5 phút sau à, con thấy đưa ra lại đi về. Sao nhanh vậy? Xong cái con hỏi anh, con nói trời ơi, sao anh lại dẫn người khác vô mà lúc đó là tỏ tình rồi. Cũng không phải tỏ tình mà là đã thể biết hiện rồi á. Dạ. Mà lại dẫn cái cô khác đi vô trong nhà nữa. Cái anh nói thì đâu có gì đâu, thì anh nghĩ bạn bè cái nhà anh coi giống người nhà của anh thôi, anh vô anh gặp tí xíu rồi nói chuyện thôi rồi chào thôi chứ không có gì hết. Thì lúc đó con cũng giận lắm, con nói không có vậy là không được, thì con rồi chia tay tùm lum tà la gì đó. Nhưng mà con có hỏi là anh làm gì mà anh vô phòng mà sao vô gì mà có 5 phút ra vậy? Anh kêu nói chuyện thôi chứ không có gì hết á. Nói chuyện gì mà có 5 phút? Con cũng nói vậy mà anh cũng nói xin lỗi, năn nỉ đó. Con cũng giận một đêm, con về xong rồi mai con lại hết. Ủa nhưng mà bây giờ phải hỏi Hải nè. Cái cô đó là cái gì của em? Đó là bằng thôi. Nhưng mà sao mà nếu mà nói chuyện ít như vậy, tại sao không nói chuyện ở dưới sảnh luôn? Mà dắt lên phòng dưới lobby á, mà mắc gì phải dắt lên phòng chi cho bị bạn vợ bạn ghen tuông vậy? Dạ, tại con tưởng dắt như vậy thôi, không có gì. Ừ.
Trời ơi, bây giờ mà nói chuyện còn như vậy thì cách đây 10 năm lúc mới về chắc không có nói được chữ tiếng Việt nào đâu hả? Sai bằng động từ tu quơ. Dạ, nói phải để ý lắm mới nghe được. Dạ. Như vậy là nói chung là coi như là thôi tạm tạm tin đánh đi. Dạ. Nói chuyện kiểu vậy là làm biến ghen luôn á. Chị nói thiệt em nói chuyện đúng không? Làm biến cãi ghen không được, cãi lộn được. Không có cãi được, cứ hỏi là cứ thì đó thì chứ vậy thôi. Vậy thôi. Đó chỉ là vậy thôi. Đúng không? Dạ. Tôi biết nói gì giờ. Mỗi lần. Cái chuyện đó là cách đây 10 năm rồi đúng không? Dạ. Nếu mà ủa như vậy là từ lúc mà con gặp ảnh cho đến lúc hai đứa quen nhau là trong vòng có 2 tuần thôi. Dạ con không tới được. Con gặp nói chuyện thì trước đó rồi, nhưng mà lúc mà ảnh về thì cái thời gian ảnh ở sắp về còn có 2 tuần thôi. Thì cái thời gian đó con gặp xong á là lúc mà chở đi chơi á về tới thì ảnh qua đường ảnh lại hôn lên trên má mình một cái á, thì lúc đó mình lại nghĩ ảnh có cảm tình với mình rồi, anh có muốn mở đèn xí nhan cho mình biết rồi đó. Thì trong vòng 2 tuần ngắn ngủ đó thôi á. Dạ cô. Rồi xong rồi, xong rồi Hải về, Hải về Pháp. Rồi bao lâu Hải mới quay lại Việt Nam? Như năm sau á. Một năm mấy đó. Wow, như vậy là một năm là các bạn coi như là yêu xa nhau. Dạ. Đó, rồi có ghen hờn gì không? Hay có những cái câu chuyện về tình yêu mà yêu xa như vậy không? Dạ. Có chuyện gì thú vị không? Dạ, đợt đó thì con cũng không nghĩ là con sẽ yêu xa như vậy đâu. Con cũng không nghĩ. Thì lúc đó, thời gian đó thì xa nhau mà con thì con biết trên Facebook của ảnh cũng có quen nhiều cô gái chân dài đẹp khác, thì cũng thấy có lưu lại hình rồi comment này kia, thì con thấy con cũng sợ kiểu vậy á. Mà cái thời gian đó thì hai người cũng tính sẽ là chuẩn bị giấy tờ để có thể một năm sau hơn để về á, là lo làm giấy, nộp giấy rồi kết hôn chung một lần luôn cho kết hợp luôn á. Là tụi con tiền. Làm nhanh gọn lẹ vậy luôn trong một năm luôn. Dạ một năm mấy sau là về nộp giấy là đâu mấy tháng là có đám cưới luôn. Vậy á hả? Ủa nhưng mà Hải về Hải nói với cha mẹ thì cha mẹ có nói gì không? Lúc ấy Hải mới có 24 tuổi thôi mà đúng không? Cái thời gian đám cưới là bao nhiêu tuổi? Anh 26 tuổi. Một năm tuổi sau thì 25 rồi. 25, 34 là ngay như năm sau là 25. Ừ. 25. Nhưng mà lúc đó chắc chắn là con về con phải nói với cha mẹ là con có quen một cô bạn ở Việt Nam, con muốn lấy cô đó làm vợ đúng không? Thì lúc đó thì mới chỉ có 24 thôi. 24, 25. Thì lúc đó con về rồi con nói vậy thì cha mẹ con phản ứng sao? Thì ba mẹ cũng muốn tấp cho con thôi, đồng ý thôi. Muốn cắp vô luôn. Mừng luôn. Rồi bây giờ còn gia đình của Ngọc thì sao nè? Cái quan trọng là gia đình của Ngọc. Coi như là quen nhất là nhanh quá. muốn lập gia đình sớm quá. Cái thứ hai nữa lại là rể, lại là người lúc nhanh ngoài. Quá mà lại yêu xa như đúng vậy. Yêu xa như vậy chắc chắn bên gia đình của em là phải gặp nhiều trở ngại đúng không? Dạ thì cũng may mắn một cái là cái thời gian mà ảnh về Việt Nam lần đầu á thì lúc đó mẹ con lại vô trong Sài Gòn để đi lấy vải để về bán á, về quê bán á, thì lúc đó con cũng có kiểu như có đi chơi, thì con có bữa đó con có rủ mẹ con ra nè, rồi em với con ra nữa ăn ở trong KFC. Có ảnh nữa thì đã gặp bạn này rồi. Mẹ cũng gặp sơ thôi mà lúc đó là nghĩ là bạn thôi. Nhưng mà lúc đó biết. Là cái mối tình có cái nghĩa là mới à. Mới không việc mà sau đó là thật thẳng vấn đề là phải lấy chồng ở đúng xa rồi. Thì ở nhà có lo lắng. Lúc mà ảnh về Pháp rồi á, chúng xác định mà làm giấy, chuẩn bị làm giấy thì con mới nói với chuyện với mẹ con, thì con trình bày như vậy đó. Thì mẹ con cũng nói sao bây giờ chuyển qua bên Pháp luôn rồi, sao xa như vậy, nhà có một đứa con gái thôi. Thì con mới nói là con tự nhiên con thấy con có cảm tình với ảnh rồi, con muốn sống chung gia đình sau này lâu dài á. Thì mẹ con cũng nói thôi giờ thích làm sao thì vậy, mẹ con cũng dễ lắm. Mà gia đình Hải thì đông người không? Dạ có 4 anh em trai. Bốn anh em trai nếu vậy bây giờ hai đứa đang ở đây rồi đúng không? Dạ có gì cũng được ha. Như vậy là Hải có xin với cha mẹ là cho về Việt Nam ở không? Dạ cũng có. Anh thích Việt Nam lắm. Là cha mẹ đồng ý đúng không? Dạ như vậy có nghĩa là giấy tờ của con là bây giờ con là bên người của bên Pháp đúng không? Dạ thời gian đó con kết hôn xong á là tháng 5 kết hôn là tháng 9 là con đi Pháp luôn. Ồ đi nhanh dữ vậy. Dạ con đi con làm giấy tờ con nộp rẹt là chị ra công hàm là đi luôn à. Ủa nhưng mà rồi sao các bạn lại không tiếp tục ở bên Pháp mà lại về Việt Nam? Cái này con có thể kể tại vì con đi qua bên Pháp á thì cái thời gian đó con mới qua là con cũng đi lấy hàng con gửi về con bán như vậy đó, thì một thời gian đâu một năm mấy á, thì con định bút vé là để con về con thăm gia đình thôi, hai chồng về thăm gia đình thôi, nhưng mà về bên đây thì cái công việc của con khách
mua nhiều á, rồi khách muốn con ở đây để có thể tư vấn chăm sóc nhiều hơn á, rồi con thích ở đây, cái môi trường ở đây, và có thể con mua nhà ở đây nè, rồi chồng con thích đồ ăn ở đây nữa, nên là con bỏ vé không về luôn, con ở lại đây luôn. Rồi Hải cũng chịu luôn. Dạ, Hải chịu luôn. Hải chịu luôn. Bị ép hả? Thích lắm rồi đó. Con thích món gì ở đây nhất? Món gì ở Việt Nam nhất? Bún thịt nướng, bún chợ Hà Nội. Các loại bún. Thích ăn bún. Các loại bún đúng không? Dạ, bún nước mắm. Bún mắm luôn. Bún mắm luôn. Thích món nem rồi lắm con. Bún riêu. Hay quá ha. Ủa như vậy là tụi con là đã có em bé chưa? Dạ, con có một bé trai được hơn 3 tuổi. Bây giờ vậy nè, Bin chắc là mình phải chào khán giả. Ủa, hỏi tiếp đi chứ. Khán giả đang hỏng quá. Biết sao không? Mọi người biết sao không? Tại vì á, là sau cái phần này rồi á, là mình sẽ đến một cái phần rất là gọi là rốt rẽ và rất là hấp dẫn của chương trình. Đó là cái phần mà kể thật xấu. Thì cho nên là nếu như khán giả mình tiếp tục coi ở cái bản full á, thì mình hãy lên đâu? Lên trên đài truyền hình HTV7. Đúng kênh rồi. HTV7. Vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7. Còn nếu như mình không kịp giờ đó thì mình sẽ xem ở đâu? Coi trên YouTube. Đúng rồi, YouTube chỉ cần, MCV đúng đó, không? Chỉ cần lên trên YouTube search thôi. Đúng. Vợ chồng son. Son. Vợ Việt chồng Pháp. Đó. Đúng rồi, không cần biết số luôn, sao nhớ được. Dạ. Bây giờ là tôi với chị Vân là dẫn coi như là chắc hàng vạn gần một thập kỷ rồi đó, gần một thập kỷ rồi. Chỉ cần vợ chồng son, vợ Việt chồng Pháp. Chính xác, chính xác, chính xác. Và kính thưa quý vị, rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian trong buổi trưa hôm nay để xem livestream chương trình Vợ Chồng Son, để thăm phim trường Vợ Chồng Son chúng tôi, và được trực tiếp xem tôi và chị Vân ngồi trò chuyện với cặp vợ chồng này. Xin chào các bạn nhé. Chúc các bạn một buổi trưa vui vẻ và nhớ xem tập full của cặp vợ chồng này nhé quý vị nhé. Rồi, giờ mình tiếp đi. Rồi, bây giờ tiếp tục. Là bây giờ là tụi con là đã có, hiện tại đang có một bé. Dạ, một bé trai. Bé trai bé. Bé trai ạ. Mang bao nhiêu tuổi? Dạ, hơn 3 tuổi. Là vậy là về Việt Nam mới sinh. Dạ, về Việt Nam mới sinh. Là hai đứa bây giờ hiện đang ở đâu? Dạ, con ở bên quận 9 đó con. Quận 9 mua nhà ở bên đó rồi. Dạ, con mua chung cư ở bên đó. Mua chung cư rồi. Ok, thôi bây giờ chúng ta đến với phần hấp dẫn nhất đi. Dạ. Đó là phần khui tật xấu. Cái này con thích nhất, con chờ đợi tới ngày nay để chờ đợi đúng không? Nhất đúng không? Chờ đợi cái gì bây giờ con nói trước đi. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì nè? Chuẩn bị. Anh đó là chồng của con là nhiều tật xấu lắm, nhưng mà về với con thì cũng bớt bớt rồi đó. Nhưng mà con kể những cái tật này nè, ảnh là hay kiểu như là hay đánh rắm hay thả bom á, kiểu như là bất chấp luôn. Con kìa, dạ. Nó hay chọc nha. Con á, thả bom như vậy đó. Thật, nhưng mà cái tật xấu đó là tạm thời coi như là tật xấu đáng yêu đi. Tại vì như vậy là cái nhuận trường tốt lắm á, bạn cũng tốt nha. Nhưng mà thả là thả chỗ đông người hay là chỗ kín đáo? Không, trong nhà thôi. Ra ngoài thì nếp nếp chỗ nào nhưng đó. Nhưng mà là thả khắp nơi trong nhà đúng không? Bất chấp luôn đúng không? Dạ. Thôi. Rồi, có thể gọi là tật xấu, mà tật xấu đáng yêu. Đó. Tôi gạt đi, tật xấu dễ sợ á. Con thể tật xấu mà xấu quắc á. Dạ có. Ảnh đó là hả? Kiểu như thích mặc cái bộ đồ nào á, mà thích cái áo đó rồi là mặc hoài luôn cô. Mặc á, mà cũng có giặt nhưng mà hả? Mặc suốt à. Kiểu như nó có rách, nó có giãn á, cũng mặc luôn. Xong rồi hả, ảnh mà đi chơi ở đâu như con hả, thì con thích diện đồ, còn ảnh thì ảnh thích thoải mái. Ảnh mặc một bộ đồ cái gì quần thun rộng rộng chút xíu, xong rồi áo cũng thun giãn giãn mát mát một xíu, mang dép lào. Xong rồi tới chừng con nhìn xuống con thấy con mang giày rồi mặc đầm rồi, con nhìn qua ảnh con thấy hết hồn luôn. Con nói ủa sao kỳ vậy, đi chơi mà sao không thích hết gì hết trơn vậy. Là quá giản dị. Dạ, giản dị lắm. Bất chấp luôn. Dạ. Con là bị sai lầm luôn, con nghĩ là Việt kiều chắc cũng kiểu như là chạy chuốc lắm ha. Dạ, bóng bẩy lên á. Thì con thấy là có hai dạng người á, có một người là bóng bẩy, một người là người ta đơn giản, người ta kiểu thoải mái nhất có thể đó. Đúng rồi, thì con là chồng con là thoải mái nhất có thể. Rồi con gì nữa nè? Dạ, tánh của ảnh thì vô tư lắm. Con thì còn trong nhà con là người sắp xếp công chuyện là nhiều, còn ảnh thì vô tư thôi. Nhưng mà có nóng tính không? Dạ có, ảnh là hài thì cũng hài lắm, nhưng mà nóng thì cũng nóng dữ lắm luôn á chú. Ví dụ mỗi lần mà tới cái cơn mà nóng giận lên thì ảnh thể hiện như thế nào? Nóng tính đặc biệt là không bao giờ đánh đập con hết, mà chỉ có hét lên thôi. Hét lên rất là sợ. Hét sao đâu Hải? Mỗi lần mà con nóng tính nó con hét lên như thế nào? Trời ơi, tiếng Pháp á. Merde, putain, merde. Oh,
chửi tiếng Pháp đúng không? Chửi bằng tiếng Pháp. Là cái âm lượng là cỡ đó rồi hả? Dạ to lắm, to lắm. Đâu đâu thử nha, trong lúc Peter, merde. Rồi lên nào. Có hiểu không? Dạ, anh chửi tùm lum tà la giống như là khốn nạn rồi vậy đó. Chửi đi, vừa không hiểu vừa tức thêm. Không phải lúc lúc mà anh vô cái thế tức là anh không nhớ tiếng Việt nữa cho nên anh phải chửi tiếng Pháp đúng không? Ờ, quên mất từ tiếng Việt đúng không? Ủa, nhưng mà ông nói gì mỗi lần mà ông thể hiện như vậy con nhìn thấy con thấy mắc cười không? Dạ. Hay là con cảm thấy bị tổn thương? Con không bao giờ tổn thương, con thấy mắc cười thôi. Đúng, cô cũng thấy mắc cười đó. Có hiểu gì đâu. Thấy chửi mà cô thấy mắc dạ. cười. Như vậy là từ hồi nãy giờ là toàn những cái tật xấu đáng yêu. Đáng yêu không mà. Bây giờ dạ. con còn một cái gì nữa không? Ví dụ anh có lãng mạn không? Người Pháp dạ. là quốc, nghe là người dân Pháp. Là một quốc gia mà cực kỳ lãng mạn. Cực kỳ lãng mạn. Romantics. Dạ. Nhưng mà anh này là sao? Trái ngược. Con cũng nghĩ là lãng mạn nhưng mà không có lãng mạn đâu cô ơi. Ảnh thì thường thường ảnh không bao giờ ảnh nói yêu con hay thương con nhiều như thế nào đâu, mà hành động thì mình biết thôi. Ví dụ như hả, mỗi lần mà có một cái bộ phim gì đó thì con cảm giác con thấy ảnh phải chờ con vô xem, ảnh mở sẵn ảnh chờ con vô xem chung á thì mới coi, không thôi cái để dừng đó. Còn ăn một cái món ăn gì đó thì lúc nào cũng chừa cho con rồi gấp cho con ăn vậy đó. Ủa cái đó là lãng mạn mà. Ừ, cái đó là lãng mạn. Trời ơi, hổ chứ. Ừ. Ủa, không phải, bé này chắc có lẽ là thích kiểu mà lãng mạn mà. Thích mà kiểu mà đó. Lãng mạn Hàn Quốc đó. Đó, dạ. Hoa cỏ mùa xuân, dạ, cái nhảy nhót, dạ. cùng uống champagne, dạ. cùng nói những lời, cùng ngắm hoàng hôn, dạ, cùng ngắm bình minh. Không có đúng không? Dạ. Nhưng mà những cái hành động nhỏ như thế có thể gọi là lãng mạn. Dạ. Cái đó là một kiểu lãng mạn đó con. Thì cũng có một cái niềm vui riêng cho con. Không, cái đó là thực sự mà. Đó. Mà cái thói quen đó mà giữ được cho tới lúc mà mình răng long đầu bạc á là rất tốt luôn. Tưởng tượng hai ông bà cụ á mà hả, mà cụ bà mà chưa vô ăn là cụ ông không ăn nha. Phải đợi cụ bà vô ăn thì mới ăn. Em là vậy đó chị. Em sau này càng lớn càng ít nói. Nhưng mà có những cái giống như cơm mà dọn lên rồi đó. Vợ anh chưa ăn là nó không ăn. Dạ. Đúng rồi. Thật sự mà nói luôn. Đó là lãng mạn đó. Tại vì anh ăn, anh cảm thấy nó không có ngon. Đúng. Bố mình... mẹ chị còn vậy. Dạ. Mà. Trời đất ơi, ông bà năm nay là 80 mấy rồi. Mà cứ ông ngồi mà bà chưa xuống là ông không ăn. Bà ngồi mà ông chưa xuống ăn là không ăn. Mà cho dù là bới tô nha, có những lúc mà không có ăn mâm được phải ăn vội á. Dạ. Hai vợ chồng bới hai tô cơm, anh cũng đợi vợ anh cùng ăn, anh mới ăn. Thế là vậy là chồng con không có cái tật xấu gì hết trơn á. Rồi sao ta? Thì con có mong muốn chồng thay đổi gì không? Dạ con thì con mong chồng con kiểu như suy nghĩ nhiều hơn một tí xíu thôi. Hơi vô tư á cô. À dạ. Vô tư. Tức là bớt vô tư dạ. vô tâm lại ha. Dạ. Là phải suy nghĩ sâu sắc một chút dạ. xíu ha. Rồi bây giờ tới Đình Hải đó. Tới con đó. Vợ à. Con có những tật xấu nào? À, hãy chụp chửi con hoài. Chửi con hoài. Chửi con hoài hả? Con bị tự kỷ luôn không? Yeah. Tự kỷ. Buồn quá, tự kỷ không, luôn, bị chửi hoài. Mỗi lần cô ấy chửi con là con thấy vui hay là con cảm thấy bị tủi thân? Mệt. Mệt. Chửi hoài. Con có buồn không? Con có buồn không? Buồn thường tại chửi hoài. Con quen rồi. Ví dụ như những chuyện gì mà khiến con làm mà khiến cho vợ con bực mình và chửi con? Hay làm biến á. Vậy là hồi nãy con không kể cái tật xấu làm là biến. Tật làm biến nha. Tật làm biến nha. Rồi những cái tật mà làm biến của ông đó là những cái gì? Dạ thì con á, thì con sẽ chốt đơn hàng này kia nè, thì nhiều khi ở trên chung cư cao á thì ship sẽ tới giao hàng nè, rồi lấy hàng này kia á, thì mỗi lần mà trưa nhiều khi con mệt á, cái ship tới gọi đây điện lấy hàng á thì con kêu ảnh thì ảnh đang ngủ, con kêu á thì ảnh quạo, ảnh kêu đang ngủ mà kêu xuống lấy hàng á. Thì cứ con ngày nào con cũng tới trưa là con dạy kêu dậy đi lấy hàng thôi. Cái quạo con. Quạo con cái con chửi. Dạ con chửi, con nói phải viết phụ chứ. Lúc trưa không... mà chửi người ta ngủ mà đúng không? Ồ. Ngủ không, đi ngủ. Đúng rồi. Rồi cái tật mà hay chửi con là thật xấu rồi đó. Cô chấp nhận cái đó là thật xấu rồi đó. Rồi, con nói tiếp đi, còn cái gì nữa? Người ta. Nấu ăn làm sao? Chăm con làm sao? Có lãng mạn không? Có ghen không? Có lãng mạn không? Có chăm sóc con nhiều không? Không có, làm đồ ăn ngon, chăm sóc con tốt. Không có gì, không có gì khác nữa. Có ghen không? Có ghen con không? Cũng có. Ghen sao? Đâu kể chuyện ghen coi. Okay, có coi lén Facebook không? Hay có coi những cái gì cá nhân của hồi mình không? Hồi trước có, mà giờ
Bây giờ tin rồi. À bây giờ tin con rồi đúng không? Tại vì con đâu có cái gì đâu mà để bắt gặp đúng không? Còn tật xấu gì không nè? Chỉ có làm biến thôi đúng không? Chị nghĩ đi. Ủa làm biến là bên này chứ. Ô, quên lộn. Chỉ có cằn nhằn là hay nóng chửi. Mà có qua có lại mà. Tại con làm biến nó mới chửi con mà. Đi toilet cũng chửi rồi. Hả? Đi toilet cũng chửi. Ngồi toilet lâu lắm luôn con. Cái gì? Ngồi toilet. Ừ cũng chửi. Tại vì lâu đúng không? Ngồi toilet. Tại vì nhiều lần á. Nên sao đi toilet mãi trời. Đi toilet lâu không? Bao lâu không? Dạ. Bác ý thì đi toilet thôi. Không phải con trộm đi toilet đâu. Đúng không? Anh có biết dùng cái từ khác được không? Không có sao cả. Kệ dễ thương mà. Dễ thương mà. Anh thấy nó rất là bình thường. Em dễ thương mà. Người ta đi nhiều lần không chửi người ta nữa. Mặc bộ một ngày đi mấy lần nữa. Một ngày con đi mấy lần. Chắc cũng phải ba lần. Hai ba lần. Một lần bao lâu? Sáng dậy đi ế. Ăn sáng xong đi, ăn sáng xong đi ế, buổi trưa dậy xong đi ế nữa. Là cũng chửi, đi chửi rồi. Trời ơi, người ta tiêu hóa tốt. Đúng rồi. Ở trong nhà cứ đi suốt vậy thôi, con nó mất thời gian ghê luôn. Ghiền toilet. Dạ. May mà nhà có hai cái. Ủa nhưng mà nhà ai là người chăm con nhiều? Dạ thì ảnh cũng chăm nhiều á. Dạ từ ngày mà có em bé con, công việc con là chính á, thì ảnh phụ, nên ảnh phụ chăm em bé rồi biết tắm con này rồi thay tã cho con này, chăm sóc con, đón con rồi cũng giỏi lắm. Đó cũng là lãng mạn đó nghe. Đó phụ giờ có nghe nè, rồi mấy lúc mà con live stream, con bán hàng, con giới thiệu sản phẩm thì ai quay? Dạ ảnh cũng quay, nhiều khi con để cái chân mấy ảnh con tự quay nữa. Ôi dị quá, được rồi. Dạ. Hai vợ chồng hỗ trợ đi tập rất nhiều. Con có thuộc bài hát mà tiếng Pháp nhiều không? Một đoạn nào đó cũng được. Có thuộc bài nào không? Thuộc bài hát nào một câu cũng được. Dạ. Hát tặng khán giả một bài đi. Bài nào? Tung vô la nê su. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Cái đúng rồi kìa. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Est-ce possible alors? Je ne sais pas. Je demanderai à cette personne. Yêu mình mà không biết cô chắc chắn không? Đi hỏi người ta có phải thầy con? Vậy đó hả? Yeah. Thực ra chồng con mắc cười lắm nha. Bình thường vậy nè, nhìn nó thì sẽ giống người Pháp, nhưng khi mà hát lên thì giống người Hàn Quốc. Dạ, trời ơi, ai cũng nói hồi nãy bước lên là chú tưởng là người Hàn Quốc. Nhầm, dạ. Nhầm nước. Đó, con cởi cái này ra cái này. À, Tokyo. hồi nãy mặc cái đồ này, tôi tưởng ông là người Nhật. Dạ. Hả? Xong bước lên tôi nhìn cái mặt thì tôi tưởng là người Hàn Quốc. Xong cuối cùng giới thiệu là người Pháp. Đó. Ở ngoài toàn là nói Hàn Quốc thôi. Rồi. Thôi bây giờ nói chung là hai bạn quá đẹp đôi với nhau rồi. Và câu chuyện về vợ chồng cũng rất là hạnh phúc với chính nhau. Chính xác, cũng chồng có gì. Chồng hỗ trợ cho vợ rất là nhiều trong công việc. Và bên cạnh đó, bởi vì cái thuộc tính của người Pháp đó là lãng mạn. Và trong cái đời sống hàng ngày, bằng cái sự chăm sóc, bằng cái sự chia sẻ, anh ấy cũng đã thể hiện được cái sự lãng mạn ở với em rồi. Đó, thì mong rằng là hai vợ chồng sẽ tiếp tục yêu thương nhau, hỗ trợ cho nhau và tiếp tục tận hưởng cái niềm hạnh phúc với nhau nha. Thực ra con biết không? Kì nắm tay. Ngọc biết không? Cái cách lãng mạn của chồng con là đúng phù hợp với cái loại người thứ hai mà con nói đó. Có nghĩa là có một loại người thì họ rất là trau chuốt, tức là giống như là họ trau chuốt bản thân, họ bóng bẩy này kia nọ, thì họ sẽ lãng mạn theo kiểu như là con tưởng tượng. Tức là hoa nè, rồi nến, đèn cầy, rồi những cái lời mà đẹp đẽ đúng không? Lời hay đẹp. Lời, nhưng mà chồng con lại vào đúng cái loại người thứ hai là thoải mái, có thể thoải mái mọi lúc mọi nơi, những cái gì mà mình thấy là mình thích là mình làm. Thì là cái cách lãng mạn của chồng con là khớp với cái cá tính đó luôn. Thành ra là con đừng có bao giờ nghĩ là chồng con không lãng mạn với con nha. Chồng con rất là lãng mạn luôn á. Như chưa? Nghe chưa? Đó là nghe chưa? Thôi bây giờ nè, chú yêu cầu bây giờ tại sân khấu này con có thể nói một lời gì đó với vợ con. Và ngược lại, con cũng vậy. Dầu gì cũng là 10 năm rồi, mười mấy năm yêu nhau và lấy nhau. Thôi thì bây giờ nhân cái cơ hội này nói với nhau những gì yêu thương đi. Đúng, hãy thể hiện đi, có thể đứng lên. Đúng rồi, yêu thương nhất có thể đó con Hải. Anh muốn nói rồi, anh sẽ yêu... Mình anh mãi mãi nha.
Ôm nhau cái đi. Rồi. Rồi em okay. sẽ yêu mãi mãi. Mãi mãi. Là mãi mãi thiệt đó nghe. Đó. Rồi xin cảm ơn hai con. Hai chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Yeah.